Xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với Mộc Hương Shop. Hôm nay tôi lên tiếp một cái clip về trầm hương hàng chìm nước, hàng tiến vua này các bác nhé. Ở trên tay tôi hiện tại đang cầm một sợi đốt trúc dạng tự nhiên chìm nước. Thì cái sợi này size của nó là size tầm 9-10 ni các bác, dành cho nữ đeo, tay nữ. Nam thì sẽ hơi bé, nhưng mà nếu mà các bác đeo vẫn được. Những cái loại size nhỏ như này thì giá nó sẽ hợp lý hơn là những cái loại size to các bác nhé. Hàng này là hàng chìm nước cao cấp các bác, thì nên cho các bác một sợi này. Và bên tôi đang có cái chương trình khuyến mại giảm giá cũng như là tặng quà khi mà mua hàng. Bên tôi thường là tặng cái vòng bách xanh hoặc là vòng huyết long hoặc là vòng ngọc am. Thì bên tôi sẽ có cái chương trình đấy, và các bác ấn tham gia vào cái nhóm khách hàng ưu tiên Mộc Hương Shop này. Ở bên dưới cái có cái đường link ấy, các bác sẽ tham gia vào đấy là các bác sẽ cập nhật những cái thông tin mới nhất và những cái chương trình khuyến mại giảm giá của bên tôi nhé. Bây giờ tôi sẽ cho các bác xem những cái phần chi tiết của cái vòng này. Thì cái mẫu vòng này đây các bác nhìn toàn bộ là dầu hết, gần như là 99% là dầu các bác. Dầu nó đặc kẹt hết. Đó. Nó rất là cứng, nó cứng như là đá rồi các bác. Rất là cứng luôn. Đây cái dầu của nó này. Nó trào hết cả ra ngoài, hết cả ra những cái thớ gỗ. Nó thơm lắm các bác, nó thơm như là sức nước hoa ấy. Không có cái gì là có thể mô tả được cái hương thơm của cái vòng này các bạn. Tuyệt vời luôn. Trầm hương nó là một cái gì đấy nó rất là đặc biệt. Nó là linh khí của đất trời hội tụ lại. Đấy là theo quan điểm dân gian của mình. Nhưng mà trầm hương này thực chất là cái tinh dầu của nó rất là tốt. Rất là nhiều cái chất tốt cho sức khỏe. Ở trong tinh dầu trầm hương thì nó người ta đã nghiên cứu rồi, nó chứa rất là nhiều hợp chất tốt cho não, giúp cho tinh thần nó thư giãn, xóa tan đi những cái mệt mỏi, căng thẳng của cuộc sống. Nhất là những người nào mà bị bệnh khó ngủ ấy, hay hồi hộp hay lo lắng ấy, mà hay bị yếu bóng vía, bóng đè ấy, thì các bác nên sử dụng một vòng trầm hương. Hàng bình thường cũng được, hàng bình dân cũng được. Nhưng mà phải hàng tự nhiên núi rừng thì là tốt nhất các bác nhé. Nó giúp hỗ trợ mình điều trị những cái bệnh như là khó ngủ, mất ngủ này, căng thẳng, mệt mỏi, an thần rất là tốt. Vì cái trong cái tinh dầu trầm hương nó cực kỳ là nhiều những cái chất giúp ích cho cái bộ não của mình, giảm căng thẳng, bớt mệt mỏi đấy. Thì bây giờ tôi sẽ nói sâu về cái vòng này. Cái vòng này thì nó là từ một miếng gỗ chìm mà tôi làm cắt ra làm được 3 vòng. Đây các bác. Đây trong này hai vòng này thì nó là hàng to. Thì tôi cũng có một clip quay 3 vòng này rồi. Nhưng mà tôi hôm nay thì là một cái clip cực kỳ đặc biệt. Tôi khuyến mại một cái vòng này. Vòng này là vòng nhỏ, vòng cho nữ hoặc cho nam đều đeo được, nhưng mà giá của nó thì rất là cao. Tôi sẽ nói clip ở dưới clip cuối clip này. Và sẽ có một cái phần khuyến mại cho các bác khi mà các bác thiện chí mua cái sản phẩm này nha các bác nhé. Đó. Đây là một cái 2, 4, 6, 8, 10, 12 mới lại 12 hạt này là 24 hạt tất cả. Đây. Gần như là nó đen 99% luôn, toàn bộ là dầu hết. Và cái hương thơm của nó thì
tuyệt vời lắm các bác, khi mà bỏ cái nắp này ra này, bỏ cái nắp này ra, cái hương thơm của nó tỏa ra, nó đượm, hít hít một hơi vào nó đượm vào cổ họng. Đây là sợi to nhất này, sợi là sợi thứ hai này, sợi này là sợi cuối cùng. Sợi này thì giá của nó cũng khá cao đấy. Các bác mà nếu mà muốn biết giá của nó, báo giá thì các bác vào trong cái web Mộc Hương Shop, tôi sẽ để link ở bên dưới. Tôi sẽ để link ở bên dưới cái phần bình luận này và phần mô tả này, các bác kích vào đấy. Các bác sẽ tham khảo những cái mặt hàng của Mộc Hương Shop và giá của cái sản phẩm này luôn nhé. Đây, giá của cái vòng này thì hiện tại khá là cao, thì gần như là ít người có thể tiếp cận được hoặc là sử dụng được những cái sản phẩm như này lắm, vì số lượng của nó rất là ít. Đây các bác thấy bên tôi chỉ có một lô này, may mắn thì mới tìm được những cái cục hàng nó đẹp và làm ra được có 3 sợi như này thôi đó, nó rất là VIP và đẳng cấp. Thì như ở đầu clip tôi muốn chia sẻ với các bác một chút là cái sợi này thì bên tôi sẽ có một phần quà giảm giá cho các bác, và các bác có thể liên hệ trực tiếp nếu mà các bác xem được ở trên video YouTube này hoặc là ở trên Facebook, thì bên tôi sẽ có một cái phiếu giảm giá, mã giảm giá cho các bác đã được được sell cái khuyến mại, chương trình khuyến mại rồi. Nhưng mà các bác nếu mà thiện chí các bác xem được ở trên video như này là một cái mã giảm giá nữa dành riêng đặc biệt cho các bác xem được ở trên video và đã theo dõi bên tôi một thời gian và cũng đã ủng hộ một Hương Shop rồi, thì bên tôi sẽ có một cái phiếu giảm giá cho các bác cực kỳ là tốt nữa. Các bác có thể kích vào bên dưới cái đường link của cái vòng này và các bác xem báo giá cũng như là những cái ảnh sản phẩm và video chi tiết hơn về cái vòng này. Nhưng mà cái vòng này thì video này cũng khá là chi tiết rồi. Đó. Cái hàng này gần như là đầu tiên, cái nô này có 3 sợi này thì gần như là VIP nhất tại Mộc Hương Shop các bác nhé. Hàng chìm là nó hàng VIP nhất tại Mộc Hương Shop rồi, không có cái gì là hơn được nữa. Mà từ đầu đến giờ là chỉ có 3 sợi này là hàng VIP nhất thôi, chứ còn ngoài ra thì chưa có cái hàng nào mà vượt qua được cái thằng này. Kể cả có nó có nhiều loại chìm lắm, trên thị trường nó có nhiều loại chìm lắm, nhưng mà chìm theo như thế nào, chìm chậm hay là chìm sủi tăm hay là chìm không sủi tăm, cái này thì nó gần như, đây các bác nhìn gần như là nó đặc kệt hết dầu và hàng cao cấp nhất trong các hàng loại chìm, gần như là không nhìn thấy một tí gỗ trắng nào ở trên nữa. Đây chỉ có đây nó khoảng 99%, nó không thể nào mà hết được đó, nó rất là ít. Nếu mà các bác để ý trên thị trường những cái hàng chìm, nó cũng có hàng chìm nhưng mà nó gỗ trắng nó vẫn còn nhiều, thì những cái hàng đấy thì nó thường xếp là loại 2, loại 3 thôi, chứ nó không được hàng cao cấp đỉnh như cái hàng này. Đó, rất là khó tìm hàng chìm rồi mà lại nhiều dầu đặc như này, rất là khó tìm luôn. Cho nên là bây giờ mà tôi bán đi rồi tôi không thể nào mà tìm được cái sản phẩm để làm ra những cái sản phẩm như này nữa, rất là khó, vì nó là hàng của tự nhiên, nó là của thiên nhiên tạo ra, phải có duyên lắm thì mình mới tìm được một cái phôi để mình làm ra những cái sản phẩm tiếp theo được, cực kỳ khó đó, tìm kiếm mày mò tìm kiếm thì mới có, và chưa chắc cũng đã mua được vì người ta bán giá có thể là rất cao, mình rất là khó mua, mình phải tính toán rất là nhiều các bác, nên là rất là suy nghĩ, cũng phải suy nghĩ rất là nhiều.
thì cái hàng này nó kén người đó, kén người chơi đó. Nếu các bác thực sự có duyên, thực sự muốn sở hữu thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với Mộc Hướng Số qua số điện thoại 0987 86 32 50. Các bác cứ xem đi đã, xem báo giá ở trên cái đường link đi đã. Và nếu các bác thực sự muốn mua thì bên tôi, các bác liên hệ với bên tôi qua Zalo, thì bên tôi sẽ, nếu mà các bác thiện chí đã mua hàng rồi thì các bác sẽ được xem một cái mã giảm giá ưu tiên nữa, ưu đãi nữa dành cho các bác. Đó, rất là tốt. Cái sản phẩm này thì nó là hàng cao cấp rồi. Đấy, thì các bác nào mà có nhu cầu thiện chí thì các bác hãy liên lạc nha các bác nhé. Còn các bác có thể tham khảo thoải mái ở Mộc Hướng Shop. Đây, hai sợi này nữa, các bác cũng kích vào đường link bên dưới có hết các bác nhé. Cuối clip thì chúc các bác thật là nhiều sức khỏe và thật là nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.